Trương Bốt, sống và đam mê. Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người. Người ơi! Ủa, tới nhà tôi làm chi vậy? Còn hỏi nữa, bực mình, thời buổi công nghệ hiện đại làm ơn cầm cái điện thoại trên tay gọi nãy giờ không nghe máy, tới nhấn chuông quá trời mới có người ra mở cửa. Hồi hộp lắm, cứ nghĩ là Khánh đột quỵ rồi, Khánh bị cái gì đó rồi, một mình Khánh làm không có được trò trống gì hết. Cũng may tới đây thấy còn ngồi hát vui vẻ là may mắn. Quỷ phui, nói tầm bậy tầm bạ, nói sao, nghĩ sao tôi dẹp tôi đột quỵ hả? Trời ơi, trạng chết chúa cũng băng hà nha. Bởi vì mới lo nè. Đừng có quở nhau như vậy, cùng tên Khánh đó. Mà lý do tại sao hôm nay ngồi trên đây hát? Đang yêu đời, đang trồng cây trên sân thượng nè, tao nói nha, nguyên dàn cây á, sắp trổ bông nè, đẹp ghê không? Thôi. Nhìn đi, cây sắp trổ bông nè. À, quá trời bông luôn à. Đừng có gạt. Qua đang chi vậy? Biết hết rồi, chút nữa mình đi thăm nhà một ca sĩ trẻ. Cho nên ngồi đây luyện thanh để biết đâu là hát cặp với người ta đúng không? Chút nữa tính đi thu âm ở phòng thu của bạn ca sĩ đó luôn. Nên luyện giọng nãy giờ nè. Bạn ca sĩ đó tên gì? Đại Nhân. Tưởng quên rồi chứ. Sao vậy mà quên được? Bây giờ đi nhanh lên, đừng để người ta đợi. Ờ vậy hả? Đi. Nhất là chàng trai trẻ đẹp. À vậy đi, hả? Đi. Thích lắm phải không? Thích. Lê Khánh xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đây là diễn viên Huy Khánh và đây là ca sĩ Đại Nhân. Bởi vì không cần giới thiệu với nhau nữa, là anh em trong nghề là quá biết nhau rồi, nên chỉ cần giới thiệu với khán giả nữa thôi. Chị rất là vui khi được ghé thăm em, trò chuyện với em, và quan trọng hơn nữa là được tham quan ngôi nhà của em. Một ngôi nhà rất là xinh xắn. Chúng ta sẽ có những chia sẻ về căn nhà của em. Bởi vì đây là một căn nhà nó rất là gọn, nhưng mà nó có những cái điểm nhấn rất là thú vị. Chẳng hạn như là một cái bức tường phía sau cái ghế salon của chúng ta đang ngồi đây. Thì tại sao em lại có cái ý tưởng này? Ai thì cũng mơ về cái ngôi nhà mơ ước hồi xưa. Thì khi mà em có điều kiện để mình làm cái nhà mới thì em đã hình dung trong đầu từ rất lâu rồi. Và em cũng là một học kiến trúc hồi xưa, nhưng em không theo nghề thôi. Thì em giống như là bao nhiêu năm mình được bố mẹ cho ăn học thì giờ mình trả cho bố mẹ cái nhà. Mình thiết kế sản phẩm đầu tay của em luôn, chứ em không có theo nghề, thành ra em không có thiết kế cái gì cho ở ngoài hết. Thì cái nhà này thì em thiết kế cùng với một người bạn thân của em là kiến trúc sư Khánh Trừng, cũng là một người bạn học thân của em trong thời đó luôn. Thì bây giờ là ở công ty kiến trúc thì thiết kế chung với em và thi công cái nhà này cho em. Thì cái nhà này nó cũng thể hiện cái tính cách em rõ, có nghĩa là đơn giản. Đơn giản thôi nhưng mà nó phải có cái gì đó, mình là nghệ sĩ mà nó cũng phải có cái điểm nhấn một chút. Thì vô cái phòng khách thì chị thấy nhà em nó hầu như là nó không có cột, không có đà, tại vì đã được che lại hết rồi. Nên nhìn nó rất là thoáng, rất là rộng. Bề ngang thì 4 mét thôi, nhưng mà hầu như mọi người tới nói là nhà này có cảm giác rộng hơn 4 mét. Tại vì là nó chị không... nghĩ là 4 mét mốt đó. Dạ. Không phải 4 mét đâu, nó rộng dữ lắm. Đó là tại vì lý do như vậy, và để cho nó không nhàm chán và có cái điểm hút. Khi mà mọi người nhìn vào nhà thì nó phải có những cái điểm nhấn. Thì mỗi không gian sẽ làm mỗi cái điểm nhấn khác nhau. Thì ở phòng khách thì là em dùng gỗ và gạch. Tại vì em mạng hỏa, thành ra là dùng gỗ nhiều sẽ tốt. Thật sự khi mà Huy Khánh vào nhà của Nhân thì Huy Khánh cảm thấy cái điểm nhấn đập mắt Huy Khánh nhiều nhất đó là cái vị trí ở dưới ngầm cầu thang. Thường thì những cái vị trí đó là người ta sẽ để đồ hoặc là xây bích lại để làm một cái tủ, hoặc là làm cái hồ cá hòn non bộ cái nhưng kiểu. Mà ở đây mình rất là thiết thực, mình làm hẳn một cái giường để cho khách nằm nghỉ ngơi mỗi khi mà gia chủ chưa có về tới. Đúng không? Là tới đợi chủ lâu quá nằm có thể nằm nghỉ được. Tại vì em không có thích cái hòn non bộ hay là hồ cá, tại vì là nó mới đẹp lúc đầu nhưng về sau nó sẽ rất là xấu. Với lại em màng hỏa nữa cho nên là cái gì đụng tới nước thì em lại không thích nhiều lắm, đó là tâm lý chung thôi. Với lại là em quan niệm thiết kế là mình phải xài được lâu và nó vẫn đẹp. Chứ mình thiết kế mới thiết kế giao nhà cho người ta, nhà đẹp nhưng người ta xài khoảng 1-2 năm nó xấu thì đó là thiết kế không tốt. Thì em nghĩ là cái này là cái rất là thiết thực, bố mẹ có thể nằm được nghỉ ngơi hoặc là con cháu đi qua thì nít nó rất là thích. Mà nhà em thì
làm theo kiểu mà nó like rất là nhiều phong cách, thì cái phòng khách của em thì kiểu tối giản và nó hơi nhật nhật một chút, thì nó là những cái phản này thì nó rất là hợp. Còn cái cầu thang thì chị cũng rất là ấn tượng. Hầu như là em với bạn Khánh thiết kế chung, nhưng mà cái ý tưởng là của em và bạn Khánh sẽ là người phát triển lên và mình sẽ trao đổi. Thì cái cầu thang này thì riêng cái cầu thang này thì hoàn toàn là ý kiến của em. Em nghĩ có cái cách nào để có thể làm đẹp mà không tốn tiền nhiều. Thì ngồi suy nghĩ bàn luận thì em mới đưa ra cái phương án này. Tại vì là nó mình không phải cắt cái kiến xéo thì nó sẽ đỡ tốn chi phí nhiều hơn là những cái mảng kiến này. Ngoài ra thì nó sẽ thoáng hơn nữa. Và thật ra khi mình làm vậy thì có thể ngăn được khoảng cách giữa phòng khách và phòng ăn, nhà bếp ở phía sau nữa. Dạ, đúng rồi. Nhà phố liền kề nhưng mà vô cùng thoáng, với cái không gian rộng và nó không có bị bó hẹp với bất kỳ một cái góc nào hết. Dạ. Vậy thì còn với những cái căn phòng dành cho công việc của em, chẳng hạn như là phòng thu âm thì sao? Khi qua cái nhà này thì việc đầu tiên em đưa ra cái nhà mới của mình phải đẹp đã. Dạ. Thành ra khi làm phòng thu em rất là nhức đầu. Tại vì là làm phòng thu đẹp rất là khó. Mà nếu mà làm được đẹp thì nó sẽ rất là tốn chi phí. Và em cũng không muốn là cái phòng thu của mình nó giống những phòng thu khác nữa. Thành ra là nó là cái mà em làm cuối cùng. Và phải nhờ sự trợ giúp của anh Hiền, anh Võ Mạnh Hiền, là cũng là một người hay đi làm xây dựng cách âm các kiểu để phụ cho em cái phần cách âm. Còn thiết kế phần ngoài thì là em thiết kế cùng với bạn Khánh. Thì nó là hai cái khác nhau để cho nó hoàn thiện. Tại vì một người mà làm cách âm tốt thì không thể nào mà thiết kế đẹp được. Và ngược lại. Đó, thì em cũng phải mất cả tháng hơn, 2 tháng hơn để làm cái phòng thu âm đó. Thì nhà mình có sân thượng không em hả? Dạ có 2 sân thượng, sân thượng trước và sân thượng sau. Nhưng mà sân thượng trước thì nhà em không xài, chứ xài sân thượng sau. Ở trước thì giống như mình chỉ là cái kho thôi, chứ nếu mà mình làm đẹp luôn mà mình không xài thì nó là phí. Việc là cái sân thượng sau nhà em là nó nhìn ra xa là không có cái nhà nào trắng hết. Thành ra là cũng rất là riêng tư. Bản thân của chị thì chị thấy ngôi nhà của em vô cùng xinh xắn. Và tất cả những không gian được sắp đặt rất là khéo léo. Những cái chức năng của nó được chia ra rất là rõ ràng. Và giúp cho chủ nhà có cảm giác rất là thoải mái khi ở trong ngôi nhà này. Và bây giờ thì mình sẽ lên cái nơi mà em cảm thấy rất là thích nhất trong ngôi nhà mình. Đó là phòng ngủ của em ha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Giàu quá nghe, có nguyên một bộ sưu tập Lego. Cuối cùng thì mình hiểu lý do tại sao mà Nhân nói căn phòng mình cho dù khách sạn đẹp sang hơn cũng không bằng. Đó là lý do mình có cả một thành phố nhỏ để ở đây. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Với chị đây là một gia tài á. Tại vì á, mình bỏ tiền ra mình mua, rồi mình còn bỏ công sức và thời gian ra để lắp ráp nữa. Thì phải nói đây là cả một cái quá trình mà em đã sưu tập được cho cái niềm đam mê của mình. Bên cạnh đó là những cái món quà giá trị tinh thần rất là cao. Là do các bạn khán giả yêu thương mình tặng cho mình, đúng không? Dạ. Nhiều người nói sao mày rảnh gì nha, ngồi xếp cái tòa nhà mấy ngày mới xong, có tuần mới xong. Nhưng mà mình thích thì mình thấy nó cũng đáng. Tại vì hồi nhỏ em thích chơi Lego nhưng mà không có điều kiện thì bây giờ mình chơi bù. À, tức là hồi nhỏ là rất là thích chơi mà không có tiền nên không chơi được. Giờ lớn chơi được là có rất là nhiều tiền rồi, đúng không? Nè, dài hàng em vô phòng ngủ mới thấy là Nhân là một kiến trúc sư trẻ tài năng. Thiết kế hẳn cái bàn ăn kế bên cái giường ngủ đó. Ngủ lần qua đây là bàn ăn có đồ ăn rồi đấy, thấy chưa? Có nguyên một hộp mứt, hộp bánh trái gì đấy kìa. Dạ. Đúng không Nhân? Chỗ này là cái bàn ăn đúng không? Dạ, đó là vừa bàn ăn mà vừa giống như mình ngồi nghỉ hay bạn bè tới chơi gì đó. Nói chung là cái nơi sinh hoạt. Mà em cũng biết gọi nó là gì nữa, nhưng em thích cái em thiết kế cái em nghĩ là nó sẽ hữu dụng cho nhiều cái trường hợp chứ em cũng không có đặt tên. Thì giống như cái giường to, một cái phản to vậy á. Thì nó là cũng một cái giường ngủ đa năng đi. Dạ. Chức năng gì nó dưới cũng làm được. Dưới đây thì là áo quần mà hệ thống tủ ngầm. Nhưng mà không có đặc biệt bằng cái đèn này. Dạ. Bằng giấy. À. Cái này lúc đầu thiết kế gốc thì nó là 3 cái đèn sắt treo xuống, nhưng mà em thấy vậy thì nó giống phòng bếp, nó hơi đơn điệu. Thì khi mà em quyết định thì em đi em lựa cái đèn này thì em thấy là giấy thì nó hợp với không gian mình làm thủ công. Cái thứ hai là nó rẻ chị. Nó rẻ. Nó lại đọc nữa em ơi. Mà nó đẹp nữa, thành ra là quyết định kinh tế mà đẹp thì làm. Quá tuyệt vời. Màu xanh là hợp với Nhân hay sao?
Nhiều người thì nói là màu xanh dương là màu của thủy, còn nhiều người theo tài liệu khác thì nó vẫn là màu của hỏa, thành ra là em thích nó, thành ra em sơn, chứ có người nói tốt, người nói không tốt. Sau khi mà mình sử dụng cái ngôi nhà này cũng như là với cái màu xanh dương này thì em thấy công việc của em như thế nào? Nhà này thì em thấy từ khi em về thì nó tốt cho công việc. Đặc biệt cái nhà này đó là cả nhà em luôn, khi mà nhà này làm gần xong thì mình phải chuyển qua đây rồi mình bắt đầu mình làm thêm chút chút, thì thường mình lạ nhà mình sẽ ngủ không được, nhưng cả nhà em đều hôm đó ngủ rất ngon, thì cảm thấy là chắc là hợp phong thủy. Đó là một cái niềm vui rất là lớn. Khi mà chúng ta chuyển từ một căn nhà cũ qua nhà mới thì cái điều lo ngại nhất là không phù hợp với cái căn nhà đó. Thì rất là trở ngại nhiều thứ, nhưng mà may mắn là cả nhà đều hợp và có một giấc ngủ rất là ngon. Huy Khánh và Lê Khánh xin cảm ơn Nhân, một ca sĩ trẻ rất là tài năng, vừa giỏi về nghề mà vừa giỏi thêm về nghề thiết kế nữa. Huy Khánh xin chúc cho con đường sự nghiệp của Nhân càng ngày càng thăng tiến và mình càng có được nhiều khán giả ái mộ mình hơn nữa. Cuối cùng thì chương trình Nhà đẹp quanh ta có một kỷ niệm chương xin gửi tặng cho Nhân. Dạ, em xin cảm ơn chương trình và cũng như là hai anh chị rất là nhiều. Tại vì là khi mà mình có một ngôi nhà đẹp ngoài chuyện mà mình ở ra thì mình rất là vui khi mà có nhiều người tới thăm cũng như là chia sẻ về cái nhà của mình, thì tham gia chương trình này sẽ là một cái niềm vui của em. Cảm ơn em rất là nhiều và chúc cho những hoài bão của em, những dự định của em sẽ sớm thành hiện thực. Dạ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Chống thấm cùng chuyên gia. Quý vị thân mến, khi thi công các công trình ngầm, các tầng hầm thì công đoạn xử lý chống thấm vô cùng quan trọng vì công đoạn này quyết định tới tuổi thọ kết cấu, tính bền vững của công trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Trần Ngọc Hải, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Xây dựng B&B để trao đổi về vấn đề xử lý chống thấm tầng hầm nhà cao tầng như thế nào. Xin được chào anh Hải. Rất vui được gặp anh ngày hôm nay. Nhà cao tầng là cái công việc công trình là đã phổ biến trong cái thời buổi hiện nay, và cái trong đó cái việc thi công về cái tầng hầm là đặc biệt rất là quan trọng, và trong đó thì có những cái biện pháp mà thi công chống thấm cho cái tầng hầm nó đòi hỏi cái sự kỹ thuật nó cao. Đối với những cái công việc thiết kế thì nó có những cái quy định về xử lý nền trước khi thi công hầm, và cũng như là nó tùy theo cái địa hình, cái địa chất của cái khu vực làm tầng hầm, như về giảm mực nước ngầm để tăng cái khả năng thi công lên, và cái việc xử lý nền trước khi thi công là rất quan trọng. Cái quan trọng nhất là xử lý về phần những cái khe của tầng hầm mà cái tiếp giáp giữa cái đáy và cái thành, thì thông thường tầng hầm thì bị cái nước ở bên ngoài nó tác động vào và nó sẽ gây gọi là nó rò rỉ, và điều đó rất là khó chịu, nó làm giảm cái tuổi thọ của công trình. Thì đòi hỏi là trước khi thi công, những biện pháp thi công là phải được kiểm soát rất chặt chẽ, và chúng ta cũng phải kiểm tra thường xuyên cái việc này, nên để bê tông trần và xử lý bằng keo epoxy hoặc là những cái vật liệu chống thấm mà nó phù hợp cho cái tầng hầm và các địa chất. Về có thể là chúng ta quét hoặc là nên dùng cái loại thẩm thấu, để nhất là gốc silicate, gốc xi măng, thì việc chống thấm tại tầng hầm nó sẽ bền vững hơn là những cái gọi là quét thông thường bên ngoài. Cảm ơn anh rất là nhiều. Quý khán giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi của anh Trần Ngọc Hải đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ, chúng tôi xin mời quý vị cùng gửi về email của chương trình nhà đẹp quanh ta amoc@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Sơn Boss, sống và đam mê.
Sơn Boss, sống và đam mê.